tự mày biết. Chó nhà mày kêu, mày làm cho chó nhà mày kêu, mày ảnh hưởng đến người ta là mày sai. Em ở nhà gần nhất rất là ồn. Sự việc bị đuổi khỏi chung cư vì nuôi 19 con chó xuất hiện thêm các video gây phẫn nộ của cô gái và chồng. Liên quan đến sự việc, cô gái nuôi tới 19 con chó gây ồn ào khiến cư dân bức xúc vì không chịu nổi tiếng ồn cùng ô nhiễm do mùi hôi. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện thêm nhiều đoạn video quay lại hình ảnh đồ đạc và 19 con chó của cô gái này. Cùng với đó là đoạn video cô gái có hành vi khiêu khích, xưng mày, tao và chửi bảo vệ cùng ban quản lý với lời lẽ khó nghe. 19 chú cún thì hiện đã được đưa về một spa thú cưng để chăm sóc và hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, hành động của cô gái trẻ cùng với người chồng khiến cho mọi người vô cùng ngán ngẩm. Trước đó thì cặp đôi này đã cùng xuất hiện dưới sân chung cư, trong khi cô gái giơ điện thoại quay video thì người chồng lại liên tục lớn tiếng nạt nộ, dùng tay xô đẩy bảo vệ của chung cư trước sự chứng kiến của dân cư tại đây. Thậm chí người đàn ông này còn liên tục túm cổ áo bảo vệ rồi lớn tiếng mắng nhiếc khi không được đại diện ban quản lý cho lên căn hộ. Khi một số cư dân chứng kiến vụ việc lên tiếng góp ý thì cô gái lại quay ra xưng mày tao, chửi mắng để đáp trả. Và người chồng cũng xông tới to tiếng. Bức xúc trước thái độ của hai vợ chồng, nhiều người đã yêu cầu gọi công an xuống giải quyết vì gây rối trật tự công cộng. Hiện tại, sự việc này vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý đến từ cộng đồng mạng. Mọi thông tin tiếp theo, chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên các bản tin của S News.